là Tôi Biết Trên Đèn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách uống tóc, giúp cho tóc phồng đều và đẹp giống như vậy nè. Sẽ hướng dẫn mọi người uống tóc bằng cái máy này nha. Tuy nó hơi cũ bắp nhưng mà uống khá là đẹp. Nếu mà mọi người có cái máy một chục á, uống thì đẹp hơn ha. Đầu tiên thì mình sẽ chia tóc ra làm đôi và uống theo lớp. Hiện bạn sợ tóc cứng dài kiểu tóc rễ tre khó bỏ nếp á thì đừng có gội đầu rồi uống luôn. Phải để khoảng một ngày để đầu hơi bết bết rồi hạn uống nha. Mình uống theo tép, cái tép này nhỏ xíu như vậy thôi nè, để uống cho nó đẹp. Mình nếu mà đối với bên tay trái á thì nên uống vào là mình dùng cái đầu này này, mình quặp nó vô rồi uống vào. Khi mà uống rồi á mình phải để cái máy nó thẳng lên. Đây là cái tip của mình nha, để cái máy thẳng lên như vậy á, để đến khi cái chân tóc được uống thì nó sẽ phồng ra. Mình hơi khó hiểu nhưng mà nó là như vậy á, mình cảm nhận như vậy, còn mấy bạn khác thì mình không biết. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục với bên phải nha. Bên tay phải thì mình sẽ uống ra, thì mình sẽ để tóc, để cái này nó ngửa lên như vậy nè. Mình để tóc lên, để tóc lên. Cái bước đầu tiên thì mọi người làm như vậy, xong rồi cái bước thứ hai thì cứ cuộn 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 vào là xong thôi. Cuộn cuộn cuộn, nhưng mà mọi người để ý nha, coi chừng phỏng á. Có một số bạn thì họ hay bấm vào cái lớp trong như vậy á, làm cho tóc phồng đều và đẹp, nhưng mà mình không có bấm tại vì mình hay vuốt tóc á, mình hay kiểu cào ra mà có lộ cái lớp bấm ra thì nó hơi kỳ cục. Là cái phần tóc uống của mình đã xong rồi đó, mình chỉ cần lấy cái tay vào nhẹ nhẹ sơ sơ như vậy thôi là đẹp rồi. Vào nhẹ thôi nha, đừng có lấy cái lược chải là nó tơi hết cái lớp uống ra, là công sức nãy giờ là coi như không luôn đó.